Ok. Làm thế nào để tăng gấp đôi thu nhập của chúng ta? Và câu hỏi là gấp đôi thu nhập dễ hay khó? À, thì nhiều người nói với tôi rằng họ muốn tăng thu nhập để gấp đôi. Có thể bạn cũng có mong muốn như thế, nhưng mà nếu bạn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, tôi muốn hỏi bạn điều này này. Đâu là cách nhanh nhất và trực tiếp nhất để tăng thu nhập lên gấp đôi? Chắc hẳn là bạn sẽ đưa ra một số giải pháp, nhưng theo tôi, câu trả lời tốt nhất trong cái trường hợp này đó là tăng gấp đôi lượng, tăng gấp đôi cái thời lượng, thời gian bạn làm trực tiếp với vấn đề của mình, với khách hàng của mình. Đó. Nếu bạn không thể tăng cường được các kỹ năng ngay lập tức, kỹ năng thì cần thời gian, và nếu bạn không thể tăng cường kỹ năng ngay lập tức hay thay đổi bất kỳ điều gì bạn mong muốn để tiến hành cái mục tiêu đó, thì cách tốt nhất để tăng được gấp đôi thu nhập hay là gấp đôi doanh số lên, đó là bạn dành thời gian gấp đôi. Đó, dành thời gian gấp đôi. Thế thì câu hỏi đặt ra là bạn đã làm 8 tiếng một ngày rồi và bây giờ làm thời gian gấp đôi có nghĩa là phải 15, 16. Dạ vâng ạ. Bởi vì trong thời gian mà đầu kỹ năng của bạn chưa cao, các giá trị sống của bạn, các giá trị của bạn nó chưa lên cao, thì cách tốt nhất để tăng thu nhập lên đó là làm tăng thời gian lên, tức là mình phải gì ạ? À, tăng thời gian lên. Một số nói với tôi là ui anh ơi, vậy thì thời gian nào nghỉ ngơi? Xin thưa, tất cả những người thành công ban đầu đều tăng thời gian lên. Tất cả những người thành công bắt đầu người ta làm 8 tiếng không đủ, người ta sẽ làm 10 tiếng, người ta làm 12 tiếng, người ta làm nhiều hơn. Và tất cả những người thành công hiện nay khi mà phỏng vấn đó, họ đều nói một câu là họ đều thành công là bởi vì sau 5 giờ chiều họ sẽ làm gì tiếp theo. Đó, sau 5 giờ chiều làm gì tiếp theo. Cho nên những người thành công đều là sao ạ? Tăng giờ đầu tiên để mà họ gì ạ? Họ làm được nhiều hơn, họ xử lý được nhiều vấn đề hơn, họ gặp được khách hàng nhiều hơn, họ tìm được nhiều thương vụ đầu tư hơn, họ chọn được cổ phiếu tốt hơn, thì đó chính là mới đầu họ chưa có cải thiện được kỹ năng nhiều, thì cách tốt nhất đó là nhân đôi thời gian lên, nhân đôi thời gian lên. Đó là cái điều tôi muốn báo với các bạn biết. Và có một cái gọi là một cuộc điều tra nho nhỏ là vậy. Thì có một cái nhân viên bán hàng á, thường bỏ ra trung bình khoảng 90 phút mỗi ngày để gặp gỡ trực tiếp khách hàng của họ. Trong đó những nhân viên được trả lương cao nhất thường dành gấp 2, gấp 3 lần khoảng đó. Tức là một cái người bình thường là dành là 90 phút gặp gỡ khách hàng. Nhưng mà họ thống kê những cái người mà xuất sắc và có doanh số tốt và đột phá về doanh số thì họ sẽ làm là gì ạ? Gấp đôi hoặc gấp 3 khoảng thời gian 90 phút đó. Họ tổ chức công việc rất là hiệu quả và dành nhiều thời gian hơn gặp gỡ khách hàng của mình. Đó là lý do tại sao họ có thu nhập cao hơn, doanh số cao hơn. Cũng vậy ở trong lĩnh vực đầu tư, nếu như bạn dành thời gian một ngày có 15 phút để bạn nhìn một mã cổ phiếu ở đó để bạn đầu tư, thì câu trả lời những nhà đầu tư thành công gọi là professional trader, bản thân tôi trước đây cũng vậy, thì tôi dành rất nhiều lần hơn số 15 đến 30 phút. Tôi có thể dành 1 tiếng, tôi có thể dành thêm 2 tiếng và 3 tiếng, gấp đôi gấp ba số thời gian mà một cái người trader bình thường bỏ ra. Cho nên bạn đừng có kỳ vọng là làm giàu của mình là chỉ bỏ ra 5-10 phút mỗi ngày là mình làm giàu. Thực sự khi bạn chỉ có thể bỏ 5-7 phút khi bạn là Warren Buffett hoặc là bạn là Steve Jobs, bạn là Tim Cook, bạn là những người xuất sắc, thì thời gian của bạn ít nhưng mà tạo giá trị lớn. Còn mới đầu bạn là cái người phải bỏ nhiều thời gian hơn bình thường.